Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Honda HR-V 2022 thêm bản động cơ tăng áp, giá dự kiến 478 triệu đồng. Sau Thái Lan, Honda HR-V thế hệ mới dự kiến sẽ cập bến thị trường Indonesia vào tháng tới, nhiều khả năng sẽ thêm bản động cơ tăng áp 1,5 lít. Mới đây, hình ảnh Honda HR-V 2022 xuất hiện trong một buổi chụp hình quảng cáo tại Indonesia được đăng tải trên mạng xã hội. Nhiều nguồn tin cho biết mẫu xe này sẽ ra mắt thị trường Indonesia vào tháng tới. Trong hình ảnh được chụp lại cho thấy, HR-V 2022 xuất hiện với hai phiên bản tiêu chuẩn và bản RS. Tuy nhiên, khác với phiên bản RS tại thị trường Thái Lan, chỉ có một ống xả đơn phía đuôi xe. Phiên bản RS tại Indonesia đi kèm ống xả kép. Điều này càng khẳng định HR-V 2022 tại Indonesia sẽ được trang bị động cơ tăng áp 1,5 lít. Như vậy, HR-V 2022 cung cấp tại thị trường Indonesia có tổng cộng 4 phiên bản 1.5 SCVT, 1.5 ECVT, 1.5 SECVT và 1.5 RSCVT. Phiên bản cao cấp nhất là 1.5 RSCVT sẽ dùng chung khối động cơ tăng áp 4 xi lanh 1,5 lít với Accord và CRV cho công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 240 Nm. Mạnh nhất trong dòng sản phẩm Honda HR-V thế hệ mới. Ba phiên bản còn lại là 1.5 SCVT, 1.5 ECVT và 1.5 SECVT vẫn giữ nguyên thiết lập hệ truyền động như tại thị trường Nhật Bản với động cơ tăng áp EVTEC 4 xi lanh 1.5 mạnh 118 mã lực và mô men xoắn 142 Nm. Tất cả 4 phiên bản sắp ra mắt tại Indonesia đều được trang bị hộp số tự động vô cấp CVT. Trước đó, vào khoảng tháng 11 của năm 2021, Thái Lan đã trở thành thị trường đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á nhận mẫu BCUV Honda HR-V thế hệ thứ 3 và cũng là thị trường đầu tiên nhận phiên bản thể thao RS. Bên trong cabin, Honda HR-V 2022 được làm mới hoàn toàn theo phong cách gọn gàng, tối giản và nâng cao trải nghiệm người dùng với khái niệm HMI Human Machine Interface. Hệ thống ghế ngồi được bọc da màu đen, riêng phiên bản RS được bổ sung thêm đường chỉ khâu màu đỏ tương phản. Các trang bị đáng chú ý khác bao gồm màn hình đa thông tin TFT 7 inch sau vô lăng, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch tương thích Apple CarPlay, Android Auto, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, hệ thống âm thanh 8 loa, hệ thống điều hòa tự động, hệ thống lọc không khí. Theo kế hoạch, Honda HR-V 2022 sẽ ra mắt tại thị trường Indonesia tại triển lãm Indonesia International Motor Show diễn ra từ ngày 31 tháng 3 cho đến mùng 10 tháng 4 sắp tới. Một số nguồn tin tiết lộ giá bán của Honda HR-V 2022 tại Indonesia khởi điểm từ 225 triệu rupee, khoảng 355 triệu đồng, cao nhất lên tới 303 triệu rupee, khoảng 478 triệu đồng cho bản cao cấp RS dùng động cơ tăng áp 1,5 lít. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.